Ngày 30 tháng 10 vừa qua, một vụ tai nạn bi thương đã xảy ra ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Người mẹ đang chở con trên đường thì bị chém tử vong. Gần nửa đêm, ngày 30 tháng 10, người dân thôn Cầu Rồng, xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vẫn còn nhiều người còn thức để phụ giúp gia đình người gặp nạn lo hậu sự. Ngồi trước linh cữu vợ là Nguyễn Thị Chinh, 27 tuổi. Nhiều người xót xa khi nhìn anh Lê Đình Vang, 32 tuổi, ngồi lặng, đưa tay gạt nước mắt. Trong căn nhà nhỏ 2 tầng của vợ chồng anh Vang, hương khói nghi ngút vì lúc này gia đình đang làm lễ cầu siêu cho chị Chinh. Phía ngoài sân cũng là mặt đường liên thôn, hàng xóm đến chia buồn và cùng thân nhân chuẩn bị lễ mai táng cho nạn nhân xấu số. Trong nhóm người ấy, anh Vang ngồi co ro trong thời tiết giá rét. Mắt người đàn ông đỏ hoe, ẩn chứa đằng sau đó là sự mất mát to lớn anh vừa trải qua. Tiếng mõ liên hồi bên di ảnh chị Chinh khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. Thi thoảng có người lại đến an ủi, động viên người đàn ông kém may mắn. Nhớ lại buổi sáng đón hung tin, người đàn ông 32 tuổi chia sẻ rằng không ngờ đó là lần cuối cùng anh gặp vợ. Anh kể sáng hôm đó lấy ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30 km để bảo dưỡng. Quá trình thay dầu, do xe cần sửa chữa nên anh gọi điện bảo vợ mang theo tiền đến. Gần 1 giờ sau, chị Chinh điều khiển xe SH chở con trai là Lê Anh Trung, 9 tuổi, đến đưa tiền cho chồng. Sau đó, chị đèo con trai về nhà người thân ở huyện Thái Thụy, cùng tỉnh, cách nơi anh Vang sửa xe khoảng 10 km để ăn dỗ. Lúc này, trời se lạnh và chưa mưa nên chị Chinh và bé Trung mỗi người chỉ mặc mong manh một cái áo khoác, đội mũ bảo hiểm. Cả hai chào tạm biệt anh Vang rồi lên xe. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng nam tài xế nhìn thấy vợ còn sống. Trời sắp mưa nên hai vợ chồng chỉ nói với nhau được vài câu. Sau đó vợ tôi chở con trai về quê ngoại để tránh mưa rét. Anh Vang đưa tay gạt nước mắt kể. Vài chục phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến máy anh Vang. Người này nói chị Chinh gặp nạn trên quốc lộ 39 đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tôi hỏi vợ tôi có bị nặng không, nhưng người kia không nói gì. Chỉ bảo tôi cứ bình tĩnh mà đến hiện trường thật nhanh. Chồng nạn nhân nghẹn giọng nói. Đi được nửa quãng đường, anh Vang hỏi lại qua điện thoại thì được thông báo chị Chinh đang nguy kịch. Khi đến hiện trường, anh Vang đứng người chứng kiến vợ đã tử vong, thi thể đắp chiếu và xung quanh loang vết máu. Cạnh thi thể mẹ, bé Trung khóc hoảng loạn rồi được đưa đến trạm xá gần đó do cổ bé trai có vết rách tứa máu. Chiếc xe SH đổ nghiêng ven quốc lộ, cách đó khá xa gần 100 m. Giữa hàng chục cảnh sát và người đi đường chứng kiến vụ việc, anh Vang gào khóc bên người vợ vừa qua đời. Sau khi công an huyện Đông Hưng và lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình hoàn tất khám nghiệm tử thi và hiện trường, anh Vang cùng người thân đưa bé Trung đến bệnh viện để khâu vết rách. Đêm ngày 30 tháng 10, anh Vang cho biết đứa con duy nhất của anh vẫn đang hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định sau bi kịch xảy ra. Theo lời người đàn ông đứng dọc quốc lộ, cháu bé khóc và chỉ nói, con thấy nó chém mẹ. Tại bệnh viện, nhiều người thân và cảnh sát túc trực để bảo vệ nhân chứng duy nhất của vụ án. Nam tài xế cho hay, từ khi bé Trung đi học, anh đã dạy cho con trai nhớ số điện thoại người thân và địa chỉ nhà. Theo chồng nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình kiểm tra không phát hiện chị Chinh bị mất tài sản, khác với thông tin ban đầu. Số tiền mang theo trước đó, chị Chinh đã đưa cho anh Vang để trả phí sửa xe. Ngoài ra, trong cốp SH bị đổ nghiêng ven quốc lộ, hơn 1 triệu đồng và giấy tờ vẫn còn nguyên. Ông Cường, hàng xóm của nạn nhân kể lại, sau khi nhận được điện thoại của anh Vang báo vợ bị tai nạn trên quốc lộ 39, người này vội đến hiện trường. Lúc này, tại nơi xảy ra vụ án, cảnh sát đang khám nghiệm tử thi. Tôi chỉ kịp thấy cháu Chinh bị thương nặng ở tay, vùng cổ có vết rách dài như bị chém. Chiếc xe máy xây sức nhẹ phía đằng trước, ngoài ra không hỏng vỡ gì khác, nhân chứng này cho biết. Người dân thôn Cầu Rồng cho hay vợ chồng anh Vang là gia đình kiểu mẫu ở địa phương, sống rất hòa thuận với hàng xóm. Anh Vang có ô tô du lịch để chở khách thuê theo hợp đồng. Chị Chinh làm nghề may ở khu công nghiệp gần nhà. Hằng ngày, bé Trung được ông nội trông nom. Hai vợ chồng họ chịu khó làm ăn, Vang rất chăm chỉ và hết mực yêu thương vợ con. Vậy mà bi kịch lại ập đến. Một người hàng xóm buồn bã nhận xét. Cảnh sát xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị chém tử vong nên tập trung lực lượng điều tra, truy dấu vết nghi phạm. Giết vợ và nhân tình sau tin nhắn, anh có đi với em không? Vừa qua,
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Trần Đình Thịnh, 30 tuổi, trú tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về tội danh giết người. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Thịnh về tội danh giết người. Trần Đình Thịnh đã làm đơn kháng cáo. Đại diện của hai gia đình bị hại cũng đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Đình Thịnh. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên án y sơ thẩm với mức án tử hình. Trước đó, tháng 5 năm 2015, khi Thịnh đã sang Trung Quốc lao động được hơn 4 tháng, nghe tin vợ ngoại tình, Thịnh tức tốc trở về nhà và sau đó vợ Thịnh là Quách Thị Thơm, 30 tuổi, cũng thừa nhận trong thời gian chồng vắng nhà đã có quan hệ tình ái bất chính với một người đàn ông tên Lai, trú xã Do Việt, huyện Gia Linh, tỉnh Quảng Trị, làm nghề bán cá dạo. Quá đau đớn, Thịnh trút xuống người vợ bằng đòn roi, chị này lặng lẽ ôm con về nhà ngoại ở Thanh Hóa. Một thời gian sau, biết lỗi nên Thơm gọi điện xin chồng tha thứ. Thịnh đồng ý và nhanh chóng đón mấy mẹ con trở về. Sau đó, Thịnh quyết định tạm đưa vợ và con trai nhỏ vào miền Nam kiếm việc sinh sống. Gia đình Thịnh ở nhờ nhà của một người bà con tại tỉnh Bình Dương. Đến tối ngày 19 tháng 8 năm 2015, Thịnh bàn với Thơm tạm gửi con ở đây. Hai vợ chồng ra ngoài thuê nhà nghỉ để tâm sự. Tại đây, khi Thịnh hỏi vợ còn điều gì giấu mình nữa không, thì Thơm nói rằng trước lúc xin được tha thứ, Thơm đã vào Sài Gòn để phá cái thai với người tình. Thịnh khóc nức nở nhưng không đánh đập, án trách gì vợ. Tối cùng ngày, Thịnh từ phòng tắm trở ra thì bất ngờ thấy vợ đang trả lời tin nhắn điện thoại với người tình. Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không? Thế giới tưởng chừng như sụp đổ, Thịnh đã không kiềm chế được. Anh ta đã chộp ngay con dao gọt hoa quả, đâm vợ gục xuống giường. Ngày 20 tháng 8 năm 2015, ngay sau khi sát hại Thơm, Thịnh lập tức đón xe quay về quê, rồi tìm đến nhà tình địch là Trần Văn Lai, 39 tuổi. Tại đây, Thịnh xông vào nhà, chém giết Lai. Ngay sau đó, Thịnh bị công an Quảng Trị bắt giữ. Hiện tại, hai con trai của Thịnh là các cháu Công và Nam ở cùng với bà Nga, mẹ của Thịnh, bị ung thư giai đoạn cuối chỉ có thể ăn uống cầm hơi. Tương lai của hai đứa trẻ rồi sẽ đi về đâu khi chúng không còn cha mẹ và người thân? Mọi người hiếu kỳ trước thông tin người nước ngoài uy hiếp vợ con trong chung cư ở Sài Gòn. Đến gần trưa ngày 31 tháng 10, cảnh sát vẫn tập trung rất đông ở chung cư Him Lam, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi người đàn ông nước ngoài uy hiếp vợ và hai con. Suốt từ khuya ngày 30 tháng 10, lực lượng công an nỗ lực tiếp cận lầu 8 chung cư Him Lam, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh để xử lý vụ việc người nước ngoài uy hiếp vợ và hai con. Người đàn ông tên Ken, khoảng 50 tuổi, là một giáo viên người nước ngoài có vợ người Việt Nam. Trước đây, hai vợ chồng từng thuê chung cư ở Him Lam rồi chuyển ra ngoài thuê biệt thự. Gia đình mới quay lại chung cư này cách đây một tháng. Bạn của vợ chồng ông Ken cho hay họ nhận được điện thoại cầu cứu từ người vợ. Khi chạy sang, họ thấy ông Ken uy hiếp vợ và hai con nhỏ. Mọi người khuyên can nhưng ông không mở cửa nên đã báo công an. Sáng ngày 31 tháng 10, ông Ken vẫn gọi điện cho một người mang sữa đến cho con. Bên ngoài khu vực phong tỏa của cảnh sát, nhiều người vẫn đang hiếu kỳ, tập trung theo dõi. Thủ thuật buôn lậu tinh vi, hai chiếc xe chở đầy cà rốt, khi mở ra, cảnh sát thu được cả tấn ma túy bên trong. Cà rốt, một loại thực phẩm vô cùng phổ biến, chắc hẳn đều quen thuộc với mọi người. Nhưng những thứ càng quen thuộc với chúng ta thì chúng lại thường hay dễ dàng bị bỏ qua mà không gây bất kỳ sự chú ý nào. Gần đây, tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico đã xảy ra một câu chuyện đầy bất ngờ khi cảnh sát khám xét chiếc xe chở đầy cà rốt. Hai chiếc xe tải chở theo rất nhiều cà rốt tiến về phía biên giới Hoa Kỳ. Những cảnh sát tuần tra không thể phát hiện điều gì bất thường và nghĩ rằng xe toàn chở cà rốt thì có gì đâu. Thêm vào đó, thái độ của người lái xe rất thoải mái nên họ cũng không mảy may nghi ngờ. Nhưng do vẫn phải kiểm tra theo quy định nên khi chó nghiệp vụ xuất hiện, gương mặt của người lái xe đã dần biến sắc và lộ rõ vẻ căng thẳng. Thật không ngờ rằng khi kiểm tra, họ thật sự đã phát hiện một lượng ma túy lớn được giấu rất tinh vi trong các củ cà rốt giả, nằm lẫn với các củ cà rốt thật. Cảnh sát kinh ngạc và không thể tin được rằng họ có thể tìm thấy được gần một tấn ma túy ngay giữa đống rau củ quả này. Cảnh sát tuần tra cũng phải toát mồ hôi lạnh. Nhằm để có được những chuyến buôn lậu ma túy vận chuyển trót lọt, chắc hẳn những tay buôn ma túy đã phải phát óc suy nghĩ và làm việc rất siêng năng mới nghĩ ra được các chiêu lừa ngoạn ngục như vậy.
không chỉ chúng được giấu ở những đống cà rốt mà còn được giấu ở rất nhiều nơi khác như trong một lô chuối. Theo ước tính sơ bộ, toàn bộ lô chuối có tới 178kg ma túy cocaine tinh khiết. Đây là số lượng ma túy lớn nhất mà cảnh sát đã phát hiện trong năm. Có thể nói, có vô vàn cách mà những tay buôn lậu ma túy có thể sử dụng, nhưng cuối cùng họ đều không thể thoát khỏi pháp luật.